Nữ hoàng Anh có thể cho Harry trở lại hoàng gia. Von Hudek xin chào mừng quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, nữ hoàng Anh Elizabeth nói sẽ luôn chào đón Harry trở lại hoàng gia, miễn là anh không trục lợi từ vị thế của mình. Truyền thông Anh hôm nay 3 tháng 3 đưa tin Harry hôm 1 tháng 3 đã có cuộc trò chuyện suốt 4 giờ cùng nữ hoàng tại lâu đài Windsor, nhằm làm dịu bầu không khí trước khi vợ chồng anh chính thức rút khỏi hoàng gia vào cuối tháng 3 này. Vẫn còn một số thứ cần giải quyết, nhưng Harry là đứa cháu trai mà nữ hoàng luôn yêu quý. Nữ hoàng nói với Harry rằng anh và Meghan có thể quay lại hoàng gia khi đổi ý, và bà sẽ dang rộng vòng tay chào đón họ, một nguồn tin hoàng gia Anh tiết lộ nội dung cuộc trao đổi. Công tước xứ Sussex được coi là đã đi bộ hơn 3 km từ căn nhà ở Frogmore Cottage để đến gặp và dùng bữa cùng nữ hoàng trước khi bắt đầu buổi trò chuyện. Một trợ lý cho biết đây là thời gian lý tưởng nhất để Harry trò chuyện cùng gia đình trước khi quay lại Canada, đoàn tụ cùng vợ, Meghan và bé, Archie. Nữ hoàng có rất nhiều chuyện để nói với Harry và đây là thời điểm thích hợp để cả hai bày tỏ suy nghĩ của mình. Nguồn tin tiết lộ thêm rằng nữ hoàng rất buồn khi vợ chồng Harry rời đi cũng như tách bé, Archie, khỏi các thành viên khác trong hoàng gia. Tuy nhiên, nữ hoàng Elizabeth cũng khẳng định mọi phương án chỉ có thể khả thi nếu vợ chồng Harry không lợi dụng địa vị hoàng gia và tìm cách trục lợi từ nó. Công tước xứ Sussex được cho là đã suy nghĩ rất nhiều về những lời bà nói. Vợ chồng Harry hồi đầu tháng 1 tuyên bố rút khỏi hoàng gia để bắt đầu cuộc sống riêng ở Vancouver, Canada cùng con trai Archie. Công tước và nữ công tước xứ Sussex được cho là sẽ quay về Anh thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia cuối cùng. Ngoài tước hiệu hoàng gia, vợ chồng Harry cũng không được phép dùng thương hiệu Sussex Royal sau khi rời đi. Công tước xứ Sussex đã yêu cầu những người tham dự sự kiện tối 26 tháng 2 chỉ gọi anh bằng tên riêng, Harry. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin được hẹn gặp lại những video tiếp theo.